Gentlemen, boys and girls, girls and boys. This is teacher Mokuqi Huy from Hulen English Jacket. Chào mừng các bạn đến với buổi huấn luyện phát âm liên quan đến nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, vowels diphthongs, vowels diphthongs, nguyên âm đơn, nguyên âm đôi. Mời các bạn đọc lại nào. Mở miệng ra để tất cả các bạn mở miệng đọc lại. Vowels Diphthongs, diphthongs, ừ. có lẽ nhiều người đã biết tại sao phải học bài này rồi đúng không? Còn có những người không biết tại sao lại phải học, tại à, sao lại phải học? À, nguyên âm, nguyên âm đơn, nguyên đôi chỉ vậy, phát âm đại cho rồi đúng không? <laughs> có ai nói vậy không? Rồi, ai mà có quan niệm rằng uh, chúng ta đọc đại cho ra từ? cho nó qua luôn đi thì đó là một sai lầm nó cũng giống như tiếng việt thôi một chàng trai hỏi cô gái tối nay đi ăn ăn, ăn kim với ăn nhe thì cô gái không biết chàng trai rủ đi ăn cơm hay đi ăn kem cơm và kem nó khác nhau mà nó khác ở chỗ cái nguyên âm nó âm ơ và âm e đúng không các bạn trong tiếng việt nó cũng thế tiếng anh cũng vậy thôi và vì vậy chúng ta phát âm không chuẩn đó, thì người ta không hiểu nó người ta không hiểu đâu nó không hiểu thôi chứ giao giao tiếp uh, non nó đâu được một đâu đúng không ạ rồi thứ hai là các bạn rất là nhiều người đang chăm chú học kỹ bài này là để các bạn lấy điểm đó các bạn lấy điểm lấy điểm lấy điểm trong những kỳ thi ở phổ thông đại học ở việt nam cái dạng bài này nè các bạn nhìn vô thấy quen không nó theo các bạn từ lớp 6 cho đến lớp 12 rồi vô đại học bao nhiêu năm trời hết kỳ thi này qua kỳ thi kia nó theo các bạn đeo dài dặn hết này qua năm kia. Đó bài tập là cái dạng gọi là à, chọn một từ mà có phần gạch dưới phát âm khác với từ còn lại đó quá quen rồi đúng không? Rồi thầy nói cho các bạn biết rằng nếu mà các bạn không tập kỹ hoặc không hiểu cái nguyên tắc về nguyên âm đơn nguyên âm đôi các bạn sẽ không làm được đâu mất điểm hết. Mục đích thứ hai mục đích thứ hai của cái chuyện này, này là là gì? Vượt qua cả cái mục đích để lấy điểm làm bài tập được điểm cao, làm hiệu quả, thì nó 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 còn giúp cho các bạn phát âm chuẩn, phát âm chuẩn. Khi phát âm chuẩn thì sẽ gây ấn tượng khi nói, khi giao tiếp, các bạn có cơ hội nói tiếng Anh giỏi. Nói tiếng Anh giỏi thì à, giao dịch tốt, nói chuyện với người nước ngoài tốt, rõ ràng gây ấn tượng. Thứ hai là các bạn đi thi những chứng chỉ quốc tế, chẳng hạn như chứng chỉ IELTS, TOEFL và trong những cái kỳ thi mà thi nói á các bạn sẽ gây được ấn tượng ha ok cho nên hết sức đấy có rất là nhiều uh, lý do đặc biệt để các bạn phải học kỹ phần này thầy phải giới thiệu ngay mỗi từ trong tiếng anh có cách đọc và phát âm khác nhau nó không theo nguyên tắc đánh vần giống như trong tiếng việt cho nên học viên cần phải đọc phải làm quen và phải nhớ đặc biệt là phần nguyên âm phần nguyên âm là phần chính trong bài này các bạn thấy không nó không có nguyên tắc phát âm đánh vần theo kiểu Việt Nam đâu. Việt Nam thấy chữ o thì đọc là o, o cỡ co, o dở, o giờ o do, o mở am, o mo, o o no, cứ vậy mà ghép vô. Nhưng trong tiếng Anh nó không phải như vậy. Và đây là cây à, là một cái điểm rất là cực nhọc đối với những người học tiếng Anh. Mỗi từ nó có cách đọc khác nhau, nó không giống nhau và vì vậy người học tiếng Anh phải học từng từ như vậy. Nó nó hơi vất vả ở thời gian ban đầu. Các bạn nhìn vào thấy, thấy ví dụ nè, thầy sẽ minh họa này Các bạn có thấy chữ này không? Chữ này đọc là gì? Do. Nhưng cái chữ này đọc là gì? Chúng ta đã đọc là go, chứ khoa là gu, đúng không? Về nguyên tắc, về cái cấu trúc nó các bạn thấy nó 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 tương tự nhau nè, đều là chữ o này nè. Nhưng mà trong hai từ này nó không nó không có nó không có phát âm giống nhau. Cái nào là do âm u này đọc là go âm o. Cái này đọc là gì? Gone. Con này là gì? Done Gone Done Thấy cấu trúc nó tương tự nhau Nhưng cách đọc không giống nhau Các bạn đừng đọc là gon gon don don đại cho như vậy Như vậy là sai Nó no, nó no, nó no không được gì đâu Các các bạn sẽ không đạt được mục đích đâu Nè thấy không Đều là âm chữ A chữ R này Nhưng mà ghép nhau Vô trong chữ này nó đọc là warning warning Còn này đọc là A Market R, A khác nhau Ball Car Skull full các bạn thấy chưa thầy vừa chứng minh cho các bạn thấy rồi đó đừng có căn cứ vào cái chữ viết của tiếng anh mà mà đơn vần theo kiểu việt nam không có không có không có rất nhiều người sai lầm rất nhiều người nghĩ như vậy đó là sai lầm rồi mà các bạn tập trung ngay vào phần chuyên môn đi hỏi trong tiếng việt có bao nhiêu nguyên âm các bạn trả lời ngay được không ôi thưa thầy đó chỉ có 50 năm nguyên âm thôi a o u e i đúng không a o u e i nhưng uh, thực ra có phải như vậy không nó còn âm ớ nữa chứ ơ ớ là trong tiếng việt nó còn a á ớ đúng không u ư ô ơ đó nó còn nó còn đẻ ra mấy cái đó nữa uh, nhưng tính ra so với tiếng anh thì nó vẫn còn ít chán là bởi vì trong tiếng anh các bạn nhìn thấy nguyên âm đơn nó đã có 12 cái và nguyên âm đôi, đôi nó thêm 8 cái nữa là thành 20 nguyên âm luôn 20 nguyên âm đây mời các bạn tập trung hết sức lưu ý nguyên âm đầu tiên trong tiếng Anh đó là âm y dẹp đây đây là ký hiệu các bạn thấy ký hiệu chưa chữ y có hai chấm trong từ điển thì chúng ta đọc là y dẹp kia Hai hai cái hàm răng nó khép lại giống như người bác nói từ quả mít, cho tôi xin quả mít. Nó phân biệt với âm y không có chấm. Thì đối với tiếng Anh chữ âm y này, nó hở hai cái hàm răng qua. Nó gần gần như có chữ ư trong đó đó. có này là y. Nếu không phân biệt thì các bạn không kiểu gì đọc cho người ta biết hai từ này nó là từ nào. Tất cả mở miệng đọc là eat Yt sheep, ship, leave, live các bạn thấy không khác nhau chưa? Nó chỉ khác như thế thôi, nó chỉ khác có chút xíu à mà các bạn không làm cho người ta phân biệt được thì người ta sẽ không biết là bạn đang nói từ nào, ít là ăn ít là nó đúng không? Sheep là con gì? Con cừu, con cừu nó ăn cỏ, Con ship là con tàu nó chạy trên biển. Hai con này nó chẳng họ hàng gì với nhau cả, nhưng trong tiếng Anh nó chỉ có khác cái âm nó thôi sheep ship leave rời đi live sống nè đúng không để quen các bạn lấy bút ghi ngay cái ký hiệu này ra ngay phía dưới này nè ghi ngay ra đi nào các bạn buộc phải ghi cho nó quen tay để lát nữa làm bài tập á dạng bài tập này các bạn phải làm chuyện đó và được là có cơ hội làm đúng lấy được điểm cao nhất đó ghi ký hiệu này là các bạn có hai chấm hẳn ho nhé mà các bạn đọc lại một lần cuối cùng eat sheep leave cái hai hàm răng sát vô còn cái này hở ra một chút eat sheep love để nó ra cái số 3 là âm u cái u này Việt Nam có nhưng trong tiếng Anh nó không phát âm giống Việt Nam cái u này là u ngắn đó cái hơi nó ra ngắn như vậy thôi put cook good âm u này âm u mở nha các bạn mở cái hai, hai cái hàm răng nó ra chứ chúng ta không đóng lại đừng có đọc là wood cook là put không phải nữa put nó nó có âm uh, âm ư nó một chút xíu âm ư trong đó nữa put cook good rồi cái này khó hơn một chút âm u u thì à, hai cái môi nó nó hơi chu một chút và cái các bạn thấy là cái âm nó dài ra giống như người bắc nói quả mù u á Việt Nam mình không phân biệt là u ngắn hay u dài người nam người bắc nó hơi hơi khác chút thôi nhưng mà về nghĩa thì nó cũng giống nhau trái mù u bướm vàng đã đậu trái mù u còn người bắc sẽ nói câu đó là bướm vàng đậu trái mù u đúng không mù u đó cái cấu hình của miệng nó hơi khác một chút cái âm nó dài hơn thì cái ký hiệu đó là nó có hai hai dấu chấm này mà các bạn đọc này boot mood shoot rõ ràng về cấu trúc từ nó đều là hai chữ o này nhưng trong từng từ nó lại đọc khác nhau chứ nó không giống nhau đó là cái mà chúng ta cần phải học thuộc lòng mới biết chứ không còn cách nào đâu các bạn mà các bạn thỏ tay viết hai cái âm ký hiệu này ra ngay phía dưới này này Viết đi, viết thật nhanh lên Lát nữa chúng ta sẽ làm cái chuyện đó mà Tiếp tục Âm E này Việt Nam có không? E. 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 Việt Nam có mà đúng không? Nhưng tiếng Anh nó phát âm ngắn hơn e. tất cả đó edge Said Friend Bất kể là cái cách viết nó có thể là âm I, âm E, chữ E, chữ gì đó nhưng tất cả những chữ này phần nguyên âm nó đọc là e đừng hỏi trời ơi sao nó viết nó khác nhau mà đây chữ e đây chữ a chữ y mà ta cho nó nào, tại sao nó lại đọc giống nhau hả thầy các bạn hỏi như thế thầy chỉ biết giải thích rằng những nhà lập ngôn ngữ trong tiếng anh quy định chữ này nó đọc như vậy thế thôi và vì vậy người học thuộc người tiếng anh học, học tiếng anh phải học thuộc lòng và đây là một trong những điểm khó nhất đối với cái việc nói tiếng Anh nha các bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này thì sẽ nó sẽ dễ dàng hơn nào tất cả đọc lại nè e, e cái âm cuối cùng là âm j âm j thì chúng ta sẽ tập sau nhưng cái này đọc phải đọc cho âm e Said. friend rồi thấy cái hiệu gì chưa giống như chữ o của Việt Nam đúng không chữ o có cái râu nhưng là ký hiệu quốc tế đây là ký hiệu quốc tế trong từ điển mà các bạn khi ghi ký hiệu các bạn phải ghi y chang như vậy đó nó, uh, nó móc vô đó các bạn làm y chang như vậy nha Việt, Việt Nam có chữ âm ơ này không các bạn Việt Nam có âm ơ này nhưng mà âm ơ này nó ngắn hơn như ở của Việt Nam thờ ơ thờ ơ thì Việt Nam nó cái âm chữ âm ơ nó khá dài nhưng cái âm ơ này trong tiếng Việt nó, à, trong tiếng Anh nó ngắn hơn uh, asleep color the là là cái âm phía sau đó mà các bạn viết hai âm này xuống này chứ âm e dễ rồi âm ơn là tập viết đi móc xuống một cái đó móc y chang như vậy móc đi cứ viết ra đi và lấy viết uh, viết gì viết ra cũng được hoặc là về uh, viết bi viết ra cũng được nhưng các bạn buộc phải viết để quen tay là để mình chúng 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 ta uh, viết ký hiệu phiên nam viết ký hiệu phiên nam thì mới làm bài được rồi số 7 là một âm đặc biệt số 7 đặc biệt lắm á các bạn có thấy số 3 không? Số 3 có hai chấm. Đây là cái hiệu của âm ơ rộng học. Ơ ờ rộng học nha. Cái nào mà có hai chấm thì nó 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 khác với là không có chấm. Ơ ờ này là ơ rộng học. há hai cái hàm răng cái cái răng hàm ra cho cái 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 họng mình nó rộng lên thì cái âm nó mới đủ, nó mới ra cái âm này. Âm này trong tiếng Việt không có không các bạn? Tiếng Việt chúng ta không dùng âm này, nhưng tiếng Anh lại có. Ờ. Há Hai răng hàm mà răng hàm ra nào? Earth. Journal. Heard Các bạn không há cái răng hàm ra thì nó không ra âm này nha. Nó bị sai đó. Rồi. Số 8 là âm O. O này có hai chấm thì cũng giống như chữ O mà rộng họng ra nào. Há hai cái hầm răng ra. O. Nhưng mà các bạn nói O, O, Bo, Bo này không phải đâu. Bo nó không phải. Nó không ra cái âm chuẩn của tiếng Anh. Ball Floor Court Court Ha hai cái răng hàm cái 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 răng hàm <laughs> răng hàm răng hàm luôn mà thấy nói còn lộn nữa nó Ha hai cái răng hàm ra Court à, à. Floor bộ, Rồi mà các bạn viết hai cái hiệu này ra nào viết ra đi, viết ít số 3 có hai chấm là âm o rộng học o hai chấm rò o o rộng học phải viết nha không viết là lát nữa làm bài không được đâu không không biết làm đâu làm mất điểm không à rồi số 9 có thấy cấu ý ký hiệu này không các bạn các bạn viết thử ra viết ký hiệu này ra đi đó đó thấy chữ sao các bạn đồ y chang vậy đi đồ một lần cho nó quen tay xong rồi viết ra một lần nào đó thì đây là cái hiệu của âm nửa a nửa e Việt Nam có này không xin kh xin thưa là không Việt Nam chỉ nói là a hoặc là e rõ ràng ra chứ không có cái kiểu vừa a vừa e đâu đặc biệt là những ừ. bạn mà ở ngoài mà vùng Bình Định một số tỉnh miền Trung thì là... hay nói cái âm nó ra kiểu đó đúng không à, âm nào con ké đúng không đi đi bắt con ké vì nghe đi bắt con kế <laughs> mấy con kế con kế à đặc biệt là một số người ở ở, ở tỉnh Thanh Hóa nha nha Trang hay nói cái âm này lắm nhưng nói nói vậy thôi nhưng mà trong tiếng tiếng Việt chúng ta không đánh vần như vậy nhưng tiếng Anh đây là một cái âm âm thực sự nó uh, nó thuộc về hệ thống nguyên âm là chúng ta đọc là at đừng đọc là at cũng không là s mà là at nửa a nửa e nào at at, đó cái 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 khẩu hình của miệng nhìn là miệng của thầy này, at, bad, bad, còn cái giường thì đọc là bed, âm e rõ ràng chúng ta đọc là là bed thì nó ra cái giường còn đọc ba thì nó ra cái chữ này tệ xấu tệ đúng không? glad, glad rất là hân hạnh đó rồi, thế cái hiệu này nó giống như cái nón đúng không các bạn nó giống như cái, cái 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 dấu ớ của việt nam đúng không thì các bạn giống đọc nó gần gần như chữ ớ nửa á nửa ớ nè thật thật hut blood bạn nào đọc là blood không đúng đâu nha blood blood là không đúng đâu mặc dù cái cấu trúc của nó đều là hai chữ u đừng đừng có thắc mắc là tại sao trời chữ này trong chữ này đọc là mút mà chữ quan này nó là là blood vậy thầy sao khó như vậy các bạn đừng có than than không được gì hết á ta nhắc lại là từng từ nó có cách đọc khác nhau mà vì vậy chúng ta phải học thuộc hết tất cả các từ vựng trong tiếng thì chúng ta nói à chứ không có cái đánh vần theo kiểu Việt Nam đâu không có đâu đọc lại nào blood Rồi các bạn ghi uh, ghi thêm một lần nữa nào ký hiệu này và ký hiệu này số 9 với số 10 ghi phía dưới này tập ghi đi cho nó quen tay Ai không quen tay thì buộc phải ghi nhiều lần cho quen Ghi đi Rồi số 11 Thấy chữ gì không? Chữ A có hai chấm Đó là A rộng họng đó A hai cái hàm răng há ra Caught O Không phải âm O đâu há cái hàm, hai cái hàm răng ra nhưng mà nó không hề là âm O Âm O thì cái miệng mình nó tròn vô đúng không? O, O, O Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó vẫn là âm A, nó rộng cái này ra nó rộng hai bên này ra rộng cả cái hàm răng luôn CAUGHT HOT MARCH Bặc biệt người Mỹ người ta há ha, hai cái kia cái, cái hàm của ta rộng lắm và vì vậy các bạn nghe hôm quen các bạn có thể nghe hơi sốc luôn đó. CAUGHT HOT MARCH Tự nhiên đi ha Đó rồi cái hiệu chữ a ngược này chữ a ngược các bạn thấy trong chữ trong trong từ điển mà ghi chữ a ngược hoặc thậm chí nó ghi chữ c ngược mà nó không có do hai chấm á, thì nó là cùng một chữ đó là nửa o nửa a nửa o nửa a nè part không phải là part không phải là port mà là part à, cái miệng mình nó cứ lơi 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 vậy đó part watch clock clock rồi mời các bạn ghi hai cái ký hiệu này ra xuống cho nó quen tay nào ghi đi. Thầy để lại đây trong vòng 2, 2 phút các bạn đọc lại tất cả các từ này từ 1 cho đến số 12. Tự đọc đi và khi đọc thì nhìn lên cái nguyên âm này để nó quen mắt. Lát nữa chúng ta sẽ thực tập. Đọc lại một lần đi nào thật kỹ. đừng có thường nó nha các bạn đọc lại cho đúng Thầy làm mẫu Tạo điều kiện cho các bạn làm lần cuối cùng Eat Sheep Leave Eat Ship Live Put Cook Good Boot Move Shoot Edge sand Friend Âm e nó thật là dẹp ra. Nó giống Việt Nam á. Đặc biệt là cái giọng chữ e của người Bắc á. Nó rất, rất là chuẩn. A à, Asleep Color The er, Earth Journal Heard Ball Wall Floor Court Âm e at, bad, glad, um, uh, nửa á, nửa Ở thật, hật, blood, um, are, caught, hot, march, um, uh, nửa o, nửa a, uh, Taught, watch clock 12 nguyên âm đơn Tiếp tục hân hậm giới thiệu với các bạn thêm những nguyên âm mà nó không còn là đơn nữa mà nó là đôi. nguyên âm đôi nguyên âm đôi nguyên âm đôi là gì là một nguyên âm nhưng nó bắt đầu bằng một nguyên âm lẻ, rồi sau đó nó đổi sang một nguyên âm khác. Chúng ta gọi là nguyên âm đôi. Diphthongs và đây là các ký hiệu của nó. Một số nguyên âm đôi nó rất là quen và vì vậy các bạn không gặp khó khăn gì khi phát âm cả trong tiếng Việt có i, e, a đọc here ia bia để nghe các bạn ghi cái phiên âm này ra một lần cho quen tay ghi cái phiên âm không cần ghi chữ đâu ghi cái phiên âm này ra thôi này ghi ký hiệu đó số 14 khá đặc biệt các bạn có thấy chữ e với chữ, chữ y không việt nam làm gì có cái âm này đúng không việt nam chỉ có chữ ớ và chữ y thôi thì nó đọc âm a âm a thì cái âm cái ký hiệu chữ e chữ I này nó cũng tương tự gần gần thôi chứ không hoàn toàn giống nó được phát âm bởi chữ e và chữ I. chữ e nha chữ e âm e của việt nam và chữ e và nó nó nối vô nó nối rồi một cách rất là rằn mặt chứ nó không nối nó nối nhuyễn đâu e có nghĩa là âm e trước âm I sau e I, e. e make make bạn nào đọc là m m m m là đọc không đúng đâu đọc đọc đọc, đọc bị sai rồi đó nó không chuẩn make và chữ a chữ a Chúng các bạn nó đó, đón là a a a b c a b c, a, b, c nó không đúng đâu a mới đúng a e a e a tail tail a l, a -l. chữ l cộng lưỡi vô việt nam mình không có chữ l cuối cùng của từ nào cả nhưng trong như tiếng anh có thì phải cộng lưỡi vô AIL tail aim nhiều bạn đọc nó âm em em đúng không? Mac tell em email tell tell em em đọc không đúng âm e là không đúng âm e e mới đúng aim aim what is your name name nó cái tên nó cái tên đúng không? name What's your name what's your name là không sai nem nem đâu có đúng đâu rồi mà các bạn đọc ghi cái phiên này ra nè ghi ký hiệu này ra ghi ghi xuống đây chữ e chữ e đọc là e rồi cứ u r Ủa Việt Nam có không? Việt Nam có đúng là có Ủa nhưng khi nó được kết nối với chữ U và chữ A thì đọc là Ủa đúng không? Mua mua đi mua đi mua đó. Nhưng đây là cái hiệu tiếng Anh nó không giống như vậy âm U và âm ở ờ. Ủa Ủa Chua có một số đặc biệt có một số từ đặc biệt là nó cũng là cua nhưng mà trước đó nó có âm y luôn và vì vậy cái này là nguyên âm ba trong phải đôi đâu đúng không có một số từ đặc biệt i u a và vì vậy nó nó đọc cả cụm này. khi u đó chữ i và u nối trước nó đi trước rồi sau đó chữ ở sau i u a q a q nó chữa chữa lần này đúng không chữa bạn chữa bạn kiwa 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 chữa bạn chữa bạn kiwa thuần khiết thuần khiết kiwa mà chữ này đọc là pu đọc sai nha pu nó ra từ này mà đọc là piwa nó ra từ này đúng không trong lần, tinh khiết tinh khiết trong lần quả Rất là đặc biệt Học từ nào biết từ đó thôi Đừng có thắc mắc tại sao Rồi, nửa O, nửa A đi với chữ Y thì đọc là I thôi Boy Oil Lawyer Mà các bạn viết hai ký hiệu này ra U và I Viết ra đi, viết ra đây Số 17 có vấn đề Bởi vì rất là nhiều người thấy chữ ờ và chữ u thành kết nối thành chữ ô thì đâu có đúng là nhiều người đọc là nốt đúng không à, điện thoại nốt 7 nốt 8 nốt 9 nốt 10 đến nốt 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 xuống này nốt 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 là gì từ cái nốt này Việt Nam nó thành phiên là chữ nốt nhạc đó <laughs> cái nốt này nốt kia đó nhưng thực ra phát âm nó là âm ơ u nha ơ u ơ, ơ giống như chữ ơ và chữ u Việt Nam là ơ note soap Open viết ký hiệu này ra ờ, nào cố gắng đây nào cố gắng uh, cho thuộc mới làm bài tốt được e ở Việt Nam có e there e care cái này dễ ha viết xuống đây e ở âm ai Việt Nam có không có luôn ai 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 đúng không bye bye ai đứa nào đây của ai của ai ai sky bite pie dễ yeah. âm 20 thì nó hơi khác lạ một chút Việt Nam đánh bằng a u âu của à, à cái, mớ rau cái thâu nhưng tiếng Anh a trước u sau nó rõ ràng a u ao ao cow owl mouse mouse các bạn được đọc là mouse mà là, là mouse a u trước a u trước a trước u sau nó giống như cái âm a, a và a, o a, a của mình đó cái ao của mình đó của việt nam đó nhưng tiếng anh nó không có âm đó nó chỉ có chữ a và âm u thôi nó kết hợp lại nó thành a trước u sau ao cow owl mouse và các bạn bỏ ra 30 giây đọc lại tất cả nào đọc từng từ và khi đọc thì nhìn lên cái phiên âm này bạn nào mà chưa viết tất cả các nguyên âm này thì viết ít nhất một lần cho nó quen tay đi nào đọc đi Có thể một số người cảm thấy nó không khó khăn gì Nhưng theo kinh nghiệm thì rất nhiều người Mặc dù thầy huấn luyện như thế đó Nhưng khi đọc nó đọc sai không à Vẫn đọc sai Nè Cơ hội lần cuối cùng đọc theo thầy nè EAR Here EAR BEER Âm E MAKE TAIL I'm am um, oa kiwa piwa am um, I my oil lawyer am um, o note soap open thầy đọc rõ ràng vậy mà đến khi luyện đọc nhiều người có đọc là Note Note Số so open không đọc nghe, nghe buồn cười lắm mà không không hiểu tại sao các bạn đọc từng âm rồi nhưng mà khép vô khi ghép vô từng từ nó là vẫn bị sai note rồi số 18 air there air care am i sky bite Hi. Âm A, U, cow. Ow. Mouse. Rõ ràng ha. Bạn nào đang luyện phát âm chuẩn